Những năm trở lại đây, căn hộ chung cư là lựa chọn hàng đầu của các gia đình trẻ khi sinh sống, lập nghiệp tại các thành phố lớn. Cũng vì vậy mà rất nhiều những dự án chung cư mọc lên với quy mô lớn, nhiều tiện ích, thiết bị cao cấp, thông minh được chủ đầu tư giới thiệu tới khách hàng. Tuy nhiên, cuộc sống tại những khu căn hộ này có tiện nghi và giá trị đầu tư liệu có tốt hay không? Hãy cùng Cà Phê Land đi tìm câu trả lời trong video này nhé! Xin kính chào quý vị, hiện tại Thục Anh đang có mặt tại khu đô thị Akari City được phát triển bởi Nam Long kết hợp cùng hai đối tác Nhật Bản là Nishi Nippon Railroad và Hankyu Hanshin Property. Dự án này thì có quy mô 8,5 hectare, tọa lạc tại vị trí kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt và chỉ cách trung tâm quận nhất khoảng 15 phút di chuyển. Akari City được chia thành 3 giai đoạn và giai đoạn 1 của dự án đã được bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2021. Cư dân đã chuyển về đây sinh sống, tỷ lệ sáng đèn đạt đến 90%. Và để biết thực tế cuộc sống của cư dân tại thành phố ánh sáng này ra sao, thì hãy cùng Thục Anh trò chuyện với chị Diệp Hằng, một cư dân đang sinh sống tại Akari City nhé. Chị chuyển về Akari City này sống là được gần 2 tháng rồi. Khi mà chị lựa chọn chung cư là chị chọn một nơi mà chị cảm giác là nó thoải mái. Mình bước tới về giống như về nhà, mình muốn về nhà. Thứ hai nữa là chị chọn tiện ích. Bởi vì chị không có nhiều thời gian, chị bận rộn, không có nhiều thời gian đi, di chuyển. Nên khi ở đây cái gì cũng có là chị thích. Với tiếp theo nữa là an ninh. Chị cực kỳ thích an ninh. Thì mình chọn an ninh như Akari là chị rất là thích. Tại vì ở đây môi trường gọi xanh nhưng mà cư dân thì lại văn minh thân thiện. Và các bạn nhân viên ở gọi giống như bảo vệ lễ tân nữa thì rất là kỹ lưỡng. Nên cái độ tính an toàn rất là cao. Khi mà chị sống ở Akari rồi á, thì chị mới cảm thấy là ban đầu khi mà chị muốn chuyển về đây chị cũng có hơi lo lắng. Thứ nhất là vì nó xa. Thật ra từ đây về chỗ chị làm cũng nhất là hơi xa trung tâm. Nên chị lo lắng về cái quãng đường đi, thời gian di chuyển. Nhưng mà khi về đây ở mình mới thấy là tuy nó xa nhưng mà đường đi nó thông thoáng, nó không có kẹt xe. Nên là chị di chuyển nhanh hơn. Và khi về đây mới thấy là tiện ích thì rất là tốt. Có tất cả mọi thứ luôn. Có cà phê, có cả khu vui chơi trẻ em, có khu để mình bơi, tập gym, có cả khu nướng hay là họp hành như chị muốn thì cũng có luôn. Nên là chị hài lòng hơn cả khi chị trước khi chị chuyển qua đó. Chị cũng mới chuyển qua thôi, nhưng mà chị cũng biết là gần đây cũng có mấy cái chợ này, cũng gần siêu thị Emon, rồi cũng có bệnh viện gần đây. Nên là chưa dùng tới thôi, nhưng mà mình thấy có tiện ích để mình di chuyển gần gũi thì cũng thấy thích. Vào thời điểm lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường vào tháng 6 năm 2019, Akari City đã gây sốt với tỷ lệ tiêu thụ ấn tượng. Sau hơn 2 năm triển khai, những nét vẽ phối cảnh ban đầu đã thành hiện thực. Những kỳ vọng của khách hàng về một cuộc sống năng động, hiện đại, tiện nghi cũng đã được đáp ứng. Có thể thấy thì cuộc sống của ở một căn hộ chung cư có dễ thở hay không phụ thuộc phần lớn vào chất lượng của khu căn hộ đó. Vậy nên khi lựa chọn một dự án căn hộ chung cư thì ngoài những yếu tố về vị trí, giá bán thì chúng ta cũng nên cân nhắc yếu tố về uy tín của chủ đầu tư. Và qua những chia sẻ của cư dân tại dự án Akari City thì có thể thấy là chủ đầu tư Nam Long đã làm tốt, đáp ứng được những tiêu chí đó. Được biết, Akari City đang triển khai giai đoạn 2 gồm 4 cụm căn hộ biệt lập cao 30 tầng với vị trí đẹp nhất khu đô thị, liên kề quảng trường ánh sáng 2.500m², kết nối đại lộ thương mại lộ giới 42m và đặc biệt, chỉ bước vài bước chân là đến trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm, rất tiện đối với các gia đình có con đi học. Tiện ích tại giai đoạn này cũng được giới thiệu hấp dẫn không kém giai đoạn 1 với hệ thống tiện ích nội khu, biệt lập, tiện ích toàn khu đô thị và hạ tầng tiện ích khu Tây thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, mức giá của Akari City hiện chỉ khoảng 45 triệu đồng trên 1m² và gần như là dự án duy nhất vùng trung tâm hiện nay còn có mức giá này. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ có pháp lý minh bạch, đầu tư bài bản, chỉn chu đang khan hiếm và mức giá không ngừng gia tăng, thì giá mà chủ đầu tư Nam Long công bố được đánh giá vô cùng hấp dẫn. Cùng với đó là lịch thanh toán nhẹ nhàng, chỉ thanh toán 50% trong 30 tháng đến khi nhận bàn giao nhà. Điều này giảm được rất nhiều áp lực cho việc thanh toán. Đó cũng chính là những yếu tố quan trọng giúp Akari City là lựa chọn dễ dàng nhất cho các gia đình có nhu cầu mua nhà ở thực nhưng cần thời gian để sắp xếp và cân đối nguồn lực tài chính. Với những thông tin và những trải nghiệm thực tế tại khu căn hộ Akari City thì quý khán giả có nhận định như thế nào về dự án này? Liệu cuộc sống tại những khu căn hộ khác có giống như vậy? Hãy comment ý kiến của bạn vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của Cà Phê Land TV nhé! Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin chào!